Cả nhà xem này cả nhà. Trời, nhưng mà ở đây làm gì có chó sói ta. Gà đã đi rừng hết cái khu rừng này rồi, đã đi khám phá những tổ chim á. Gà đâu có thấy chó sói đâu. Với lại rừng Việt Nam này có chó sói. Gà xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Hiện tại bây giờ là gà đang ở trên nhà bác Mũi Chôm. Đây cả nhà, đây là cái số Mũi Chôm mà bác đã làm được. Đây, cái Mũi Chôm là bác đã làm được này cả nhà. Thì giờ bác đang ở trong đây. Cái nhà của bác là coi như là gió nó thổi là nó bay hết cái nóc nhà đó. Ton là nó mục nát hết luôn cả nhà. Lâu quá rồi. Cái nhà bên đây bị mất cái mái nè cả nhà. Đó. Giờ này bác khỏe không bác? Bác mới đi bệnh viện về nè, cho về ăn Tết nè. Này tôi thấy cắt tóc đẹp trai dữ vậy. Thì đó, ở dưới bệnh viện nó hớt tóc từ thiện luôn. Nó cắt từ thiện luôn? Ủa. Này ăn Tết lớn không? Năm nay ăn Tết lớn không? Lớn lắm. Mua cái chậu bông bự hơn cái lò đó. Ghê. Bự hơn cái lò đó luôn. Thì lớn chứ làm gì đúng không? Hôm nay là 29 Tết nha cả nhà. 29 năm này không có 30. Thì gà lên đây thăm bác, với lại gà muốn kiểu như là mình tìm hiểu hai chú chó ở bên cái chòi bên kia. Đó, bên cái chòi bên đó là có hai chú chó. Bác ở bên đó là con thấy có hai con chó mà chủ bên đó là Tết này người ta về Nha Trang rồi đúng không bác? Ừ, cô đó thì người Nha Trang thì về rồi. Về rồi, còn cái anh đó? Cái anh đó cũng về luôn rồi. Về luôn rồi hả? À. Là về luôn Nha Trang luôn rồi. Về không, nó ở Phan Rang đó. Phan Rang. À. Nhưng còn hai con chó là ai nuôi? Thì nó chạy lên chạy xuống nó ăn của bác đây chứ đâu. Rồi bác không, Tết bác không lên đây để gì nó ăn? Thì nó đi ăn cá ở dưới hồ ấy. Cá dưới hồ hả? Ừ. Cá đầu ăn trời. Ừ. Rồi cha con ông chăn bò này cũng cho nó ăn nữa. Nhưng mà Tết người ta đâu có chăn bò. Ừ. Sao không chăn? Không chăn để bò đói chết sao? Con tưởng người ta dự trữ cỏ rồi để ở nhà sẵn chứ. Không, không đi chăn hết. Chăn đó, bữa nay Tết đó, ổng ở nhà ổng cúng 30 nó đi chăn. Mai thì ổng vô đây ăn Tết mấy bác nè. À. Nên mình có đem cái gì về không bác? Hả? Đem gì về ăn Tết không? Bác hả? Cái nhà của bác cũng tồi tàn rồi cả nhà. Bây giờ gà... Hết rồi, ra Tết này, bác nó đang nhờ anh em vô làm lại gãy kèo, gãy cột rồi hết trơn rồi. Hơn 10 năm rồi. À. Bây giờ gà đi qua cái ngôi nhà bên kia coi hai chú chó bên đó như thế nào nha cả nhà nha. Cả nhà thì gà sẽ dắt cả nhà đi vô cái chòi nhỏ nhỏ ở chỗ cái hồ nước nha. Cái chòi này á, là có người ta sinh sống ở đây. Thì có cái anh mà gà nói là anh đó lấy cái máy chích á, chích điện á, để chích bé chó lượm á. Tại vì lúc trước gà đưa bé chó lượm về từ chỗ đây nha cả nhà nha. Chỗ đây có hai chú chó nhỏ rất là dễ thương. Hai đứa nha cả nhà nha. Hai đứa màu vàng. Thì gà sẽ đi vô cái ngôi chòi này. Không biết là họ đã về chưa, đã về nhà chưa, nhưng mà gà nghe bác Mũi Chôm nói á, là họ đã về Nha Trang rồi cả nhà. Không có ai ở đây hết cả nhà ơi. Thì gà đã xem hết ở đây luôn. Khu vực này là không có ai hết. Cả nhà xem nè. Ở đây là có hai người nha cả nhà nha. Hai người họ là người yêu của nhau. Thì cũng đã lớn tuổi rồi. Kiểu như là cặp bồ đã ở cái khu vực này cả nhà. Thì họ sống ở đây là bằng cái nghề đánh cá. Với lại họ sống là để họ núp cái khu vực này á. Đó, lúc trước á, là cái chòi của họ là nằm tuốt ở ngoài kia, tuốt ngoài cái cây ngoài kia. Đây, em đi ra đây gà cho cả nhà xem nha. Đó, nó nằm vào chỗ cái nhà ngoài đó cả nhà. Cái nhà ngoài tuốt ngoài đó, nhưng mà nước nó lũ lên đó, nó ngập cái nhà luôn. Thì họ sẽ di dời lên trên đây, họ làm ở đây. Đây. Ở trong đây là họ có nuôi hai bé chó. Nhưng mà khi mà Tết thì họ sẽ về Nha Trang nha cả nhà nha. Một người thì về thành phố Phan Rang Tháp Chàm, quê hương của gà. Một người thì về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cả nhà. Thì họ về đó họ ăn Tết á. Thì hai chú chó ở đây á thì sẽ bỏ đói, chắc chắn 100% họ sẽ bỏ đói ở đây rồi. Họ không có cho ăn. Vì họ về đó một tuần lễ tới 10 ngày họ mới lên lại. Thì gà nghe bác Mũi Chôm nói vậy á, gà cảm thấy rất là tội nghiệp. Bác nói là bác Mũi Chôm nói là nó sẽ đi ăn những cái con cá mà con cá chết đó cả nhà. Con cá mà nó chết ở ngoài là người ta đánh lưới á. Khi mà người ta đánh lưới thì cái con cá nó mắc vào cái lưới, nó sẽ dính rồi người ta không có gỡ thì con cá nó sẽ chết ở trong cái lưới, nó sình lên. Khi mà người ta đi gỡ thì người ta không có lấy những con cá đó, người ta bỏ ra ngoài thì nó sình lên đó cả nhà, rồi nó trôi vô trong bờ. Thì những con chó này nuôi trên này á, nó sẽ đi theo những cái bờ, nó tìm những cái con cá chết hoặc là những cái con cò mà nó đã chết đó cả nhà, nó ăn. Đó, cuộc sống của nó là phụ thuộc vào như thế thôi, chứ nó không có cơm ăn này kia cả nhà. Đây, hai bé chó vàng ở đây nè. Hai bé kia nó đang chạy kia đó nha. Hai đứa nó ấm nhôm nhách à. Gà nghĩ nếu như mà nó ăn cá chết hay là con cò chết hay là những cái con mà xác chết đồ này kia, chim chết đồ cả nhà, thì trong người nó có rất là nhiều dung và nó rất là tội nghiệp. Con bé chó kia nhìn thấy rất là dễ thương nha, dễ thương. Còn con bé kia thì nó sủa quá trời luôn kìa. Với lại hôm bữa là gà cũng nghe những người xung quanh ở đây nói là cái ngôi nhà đây là hai vợ chồng ăn thịt chó rất là ghê cả nhà. Kiểu như là nuôi chó lớn lên là để ăn thịt thôi, chứ không có cái chủ ý là thương yêu chó hay là như thế nào hết. Họ nuôi lớn lên họ bán hoặc là họ ăn thịt. Đó. Ra đây con. Gà sẽ theo và coi thử bé chó này mình có thể tiếp cận được không nha cả nhà nha. Hai bé chó vàng nãy nó chạy lên đây cả nhà. Nó nhát quá, nó thấy gà nó nhát quá. Hình như là chó rừng hay sao á. Nó mới chạy lên đây nè. Hình như gà mới thấy chó rừng hay sao cả nhà. Wow, Ngọc, chó con Ngọc à, chó con. Ủa, trên núi sao có chó con? Wow, chó con. Từ từ, sợ sẽ cháy. Wow. Wow, đẹp ghê luôn á, đẹp luôn Ngọc ơi, nhìn kìa. Đẹp ghê cả nhà ơi. Con chó nhỏ xíu à. Im mới sợ Ngọc, từ từ nó sợ. Sợ. Từ từ. À, dễ thương cái ta. À, nó thấy mình nó quẩy đuôi nè. Wow, đẹp ghê. Từ từ nha, nó sợ đó. Wow, dễ thương quá. Ai. Hồi nãy gà thấy con chó mẹ sao á, nó chạy lên đây nè cả nhà. Wow, chó con đẹp ghê luôn. Nó cắn không ta? Ôi, nó liếm. Đây. Cả nhà ơi, cả nhà. Ôi. Đẹp ghê cả nhà. Ôi. Có khi nào chó mẹ chạy xuống đây cắn mình không ta? Cả nhà xem chó này, trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á. Ôi, dưới cổ nó có cục gì ta? Con này sao giống chó sói dưới ta? Cả nhà xem này cả nhà. Trời ơi. Nhưng mà ở đây làm gì có chó sói ta? Gà đã đi rừng hết cái khu rừng này rồi, đã đi khám phá những tổ chim á. Gà đâu có thấy chó sói đâu. Với lại rừng Việt Nam này có chó sói. Hay là chó người ta vứt đi lên đây là nó đẻ ra. Hay là chó bỏ hoang ta? Chó bỏ hoang. Bí lượm á, gà cũng tìm thấy bí lượm ở cái khu núi này nè cả nhà. Như lại mấy chú chó mà về nhà bác Mũi Chôm á, là bác Mũi Chôm bắt được á, là cũng từ trên rừng này nha cả nhà nha. Theo gà nghĩ á, thì chắc là có lẽ là bé chó mẹ nó người ta bỏ rơi nó ở đây nè cả nhà. Nó thấy người sao nó lại mừng ta, nó quen con người mình luôn. Ôi, mừng luôn, rất là dễ thương luôn cả nhà. Cả nhà xem nè, à, đẹp ghê luôn á. Hiền với ta. Có những chú chó rừng á, khi mà gà thấy nó dí mà cả nhà, nó kiểu như là nó nhát á, nó bỏ chạy. Mà con bé này nó dạng người. Em thả nó ra Ngọc, em thả nó ra thử coi. Đuổi qua, mệt quá. Cây. Nó không tới, nó đang khát nước hay sao á. Cây. Wow, gà thấy nó đẹp quá cả nhà ơi. Hay mình ẵm nó giờ ta. Đó, cha nó đứng lên luôn kìa. Đứng này con, đứng dậy con, đứng dậy. Wow, dễ thương thiệt á. Trời, đứng dậy luôn. Ôi, quá xá là dễ thương luôn. Tại sao nó lại có một đứa ta? Từng nó đẻ 2-3 đứa không cả nhà, nó đẻ có khi đẻ 4-5 đứa mà đây có một đứa à. Cả nhà nhìn nó dễ thương cả nhà. Cả nhà nó quen gà luôn cả nhà. Ôi, mình mấy nó toàn là ấy không à. Gai góc không. Gà nghĩ cái con chó này á cả nhà là nó là cái con chó hoang. Người ta bỏ, thường á, người ta hay bỏ chó, những cái con chó mà bệnh tật á cả nhà, người ta hay bỏ lên trên này nè, trên rừng ở núi à, nó lên nó sống trên núi à, nó sinh sản á cả nhà. Nhìn cả nhà coi cái mặt của nó này. Đó. Nó dễ thương chưa? Nhìn nó rất là dễ thương luôn. Bây giờ gà ấm nó đi về nha. Hai con chó vàng kia của cái ngôi nhà kia gà đi tìm quá trời luôn mà tìm không thấy. Như mình ấm nó giờ là mẹ nó buồn sao ta? Ấm nó giờ cho để ở đây người ta cũng bắt nó à. Tại vì cái khu này cả nhà biết không? Khu này người ta đi chặt cây nè, đi làm than nè, rồi đi chăn bò nè, đi tùm lum hết cả nhà. Nếu như mà gà không bắt á, thì người ta cũng bắt à. Cả nhà xem nè, nhìn bé dễ thương gì đâu luôn á cả nhà. Cưng dễ sợ luôn à. Đây. Cái mặt y chang chó sói luôn à. Nhưng mà gà nghĩ đây không phải là chó sói đâu, chó đây là chó người ta bỏ hoang á. Xong rồi nó lên núi nó ở cả nhà. Nó sống theo cái tập tính của nó là ở trên rừng lên núi luôn. Nhưng mà đặc biệt có một điều nha cả nhà nha, nó không sợ mình luôn. Mình tới nó không sợ mình, không hiểu sao luôn á. Thì gà tìm hiểu những cái loài chó thường á, nó mà nhìn thấy những người nào mà ăn thịt chó á, là nó rất là sợ nha cả nhà nha. Nó sợ hoảng nó chạy luôn á. Còn mà những người nào á mà kiểu như là mình hay bắt chó cả nhà, mình hay ôm chó, nó có cái mùi chó trong người mình á, là nó có thể đánh hơi được, nó biết được là nó thương những người đó nha cả nhà. Cái con chó thường nó vậy á. Chắc nó thấy gà ôm cả đàn chó nhà gà, người gà toàn là đầy mùi nè. Nhà coi mặt nó nè, trời nó dễ thương gì đâu luôn á, nó cưng kìa. Đây, được, đây. Đó, trầu không? Ừ. Nó khát nước rồi, tí nữa xuống dưới kia gà sẽ cho nó uống nước nha. Chắc là nó khát nước dữ lắm mày. Bé này là bé cái nha cả nhà. Bé cái nè. Gà thấy có một đứa thôi, nhưng mà lúc mà gà chạy lên á, gà thấy chó mẹ nó chạy á, là có nghe tiếng kêu của chó con nữa. Đây. Trời ơi, nó giỡn kìa. Đây. Hi. Mặt dễ thương thì có chứ. Cưng quá. Bây giờ gà sẽ đưa bé về nhà nha. Gà đi tìm coi thử coi có hai bé chó vàng kia không. Hai bé chó kia là hai bé chó đực nha cả nhà. Nó chạy ở dưới cái ngôi nhà mà gà tìm nó, mà nó chạy lên trên rừng. Nó chạy nó mất tiêu luôn à. Coi nó giỡn ngay. Trời. Cái lông của nó nè, mà dưới ngực á, nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Thôi về nhà con nha. Nhà nha. Cho sói dễ thương nha. Hay là mình đặt tên cho nó là con sói đi cả nhà. Tại vì gà thấy nó trên rừng nó giống con sói nè. Đặt tên nó là sói đi. Gà quay trở lại cái chòi này coi thử là có hai bé chó vàng nó về không nha cả nhà nha. Cái gì đây? Tiếng chó con nó kêu. Ở đâu vậy ta? À, bên này có một con chó con cả nhà. Bên này có một con chó con nè. Hay là nãy giờ người ta để bên đây mà gà không có để ý á. Con chó con này nó ở trong chuồng. Người ta để bên đây hình như là nãy gà không có để ý luôn cả nhà. Đây cả nhà xem nè. Và vậy là người ta đem nhốt con bé này ở trong này. Đó, có nước kìa cả nhà, có nước trong đây nè. Ta nhốt nó, người ta đi, người ta bỏ nó trong đây. Nãy nó ngủ sao mình không nghe tiếng nó. Bây giờ mình quay trở lại là mình thấy. Đấy. Trời ơi. Leo ra con, leo ra. Leo ra. Trời ơi, bỏ bé ở đây rồi, đi về ăn Tết rồi, nó chết luôn rồi sao trời. Ai cho nó ăn. Trời ơi, dễ thương quá. Wow, con bé sói nó tới nè. Trời. Đi ra đây. Cả nhà thấy dễ thương không cả nhà? Đen thui trắng bóc nè. Trời ơi, bé trắng này dễ thương quá à. Trời cưng quá. À, con sói này nó tới luôn rồi. Đấy. Đấy, mới đây mà quen luôn rồi. Đấy, đấy. Trời ơi, nhí nhảnh coi trời. Đi, nhí nhảnh mà đứng nè. Đứng lên. Trời ơi, dễ thương vậy mà không đem về ngoài đó nuôi luôn mà bỏ trong cái rọ vậy trời. Thương vậy trời. Sói. Gà đặt tên cho nó là sói nha cả nhà. Sói. Trời. Không ngờ một con chó mà nó ở trên rừng hoang này mà nó thấy người mà nó quen luôn cả nhà. Đây. Sói. Không đúng tên nó là nó không ấy. Nó chưa có quen cả nhà. Chính rồi. Này, tới đây sói. Trời ơi, quá dễ thương. Cả nhà, thì bây giờ gà sẽ bắt luôn cái bé chó này về nha cả nhà nha. Cái này gọi là bắt trộm á cả nhà. Nhưng mà nếu như mà gà không cứu bé thì bé sẽ chết. Chắc chắn là bé sẽ chết. Tại vì người ta bỏ vô trong cái lồng đó. Người ta đâu có cho ăn đâu, người ta đổ con chén nước à. Người ta đâu có cho ăn đâu cả nhà. Với lại người ta về Tết rồi. Nếu như mà gà không bắt về á là nó sẽ chết chắc luôn á. Sói. Ôi trời ơi, tới luôn. Bây giờ gà sẽ đưa hai bé về nha cả nhà nha. Gà đưa hai bé về để kiểu như là gà giấu á. Gà tìm cái gì gà bỏ vô để gà giấu, gà chạy xuống dưới núi để là mấy người ta ở xung quanh đây á, nhiều người ta đi ngang qua người ta thấy cả nhà. Người ta thấy, người ta nói gà này kia, bữa sau là gà có lên cứu hai bé chó vàng kia, cứu không được. Đó, hai bé chó vàng kia đi đâu rồi? Chạy nãy giờ gà không thấy nữa. Sói. Gà thương con sói này ghê luôn á cả nhà ơi. Con sói này thương ghê luôn á. Sao vậy? Sao mà hiền dữ ta, dễ thương dữ ta. Hai đứa luôn nè, đứa nào cũng dễ thương hết nè. Đó. Hai đứa dễ thương quá. Bây giờ gà đi về nha. Gà cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà nha. Gà cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn dành thời gian với bó xem video của gà nha. Và đừng quên bấm cho gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video đến tất cả mọi người biết nha. Tập video sau thì gà sẽ cập nhật cái tình hình bé chó sói nè, với lại nha bé chó màu trắng đen này cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo ha. Đừng quên bấm cho gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo ủng hộ cho gà nha. Bye bye.